Xin chào các bạn. Ở video này, Vân Anh sẽ giới thiệu với các bạn về cách đăng nhập và gửi link mua hàng của chúng ta cho các bạn hoặc là những người thân của mình ở bên các quốc gia khác. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần đăng nhập tài khoản. Muốn gửi được link mua hàng hay là link đăng ký kinh doanh thì chúng ta đều phải đăng nhập vào cái ID của chúng ta. Đấy. Đợi một chút. Đấy, khi mà vào trang web rồi nha, vào trang web của CBG rồi nha. Chúng ta sẽ vào cái dấu 3 gạch ở trên này. Sau rồi ấn vào đăng nhập này. Xong rồi chúng ta sẽ đánh mã số hợp đồng của chúng ta này. Đấy, 065125. Đấy, mật khẩu này mình đã lưu sẵn rồi. Ấn nhấn đăng nhập. Đấy. Đây là Đồng Thị Vân Anh là mã của mình nhá. Là tài khoản thưởng của mình đây. Đấy, bây giờ các bạn sẽ kéo lên và các bạn sẽ vào mục Back Office Lưu. Mục Back Office Lưu. Đấy, sau đó là các bạn vào gạch 3 chấm này, các bạn kéo lên. Ở đây sẽ nhìn thấy được cái chương trình gửi link mua hàng này, các bạn nhấn vào đây. Đấy, các bạn đã nhìn thấy chưa? Ở đây, đấy, các bạn kéo lên nhìn thấy là các liên kết giới thiệu này. Quốc gia Việt Nam này, ngôn ngữ Việt Nam này. Ở đây mình sẽ có 65 quốc gia. Khi mà chúng ta nhấn vào biểu tượng mũi tên chỉ xuống này, nó sẽ xuất hiện. Mình sẽ chọn, ví dụ bạn của chúng ta ở Nga thì chúng ta chọn Nga, Áo chúng ta chọn Áo. Đấy, ở Bỉ chúng ta chọn Bỉ, ở Anh chúng ta chọn Anh, ở Đức chúng ta chọn Đức, Hy Lạp, Đan Mạch, Ấn Độ, Indonesia, Tây Ban Nha, Ý, Campuchia, Síp, Trung Quốc, Lào, Itan, Malaysia, Maroc, Mexico, Mông Cổ, Nepal, Hà Lan, Lào, Uy, các tiểu vương quốc Ả Rập, Ba Lan, Rumani, Mỹ này. Đấy, thì chúng ta ví dụ mình kích vào đây nha, kích Mỹ đi. Đấy, thì xuất hiện là Mỹ và ngôn ngữ của nước Mỹ là dùng tiếng Anh. Đấy, thì chúng ta sẽ nhấn vào đây này, nhấn vào cái biểu tượng đăng ký trực tuyến tư vấn viên này. Là nếu mà họ muốn đăng ký đường link để họ mua sắm các cái sản phẩm hàng hóa của CBD tại Mỹ này. Đây, cửa hàng trực tuyến này, các bạn gửi link này là họ sẽ vào cái đường link của cái ID của các bạn này và sẽ vào đến mua sắm và sẽ mua sắm trực tiếp vào cái ID của các bạn này. Còn đây là biểu mẫu khách hàng thường xuyên này, đây là những người mà chỉ tiêu dùng thôi. Đấy, chúng ta ví dụ chúng ta sẽ gửi cái cửa hàng trực tuyến nhá. Mình sẽ đầu tiên là mình sẽ nhấn vào cái chia sẻ đường link này đi. Và chúng ta sẽ nhìn thấy có dòng đường link ở trên này và thứ hai là có phần copy đường dẫn thì mọi người nhấn vào đây. Đấy, nhấn xong thì nó sẽ hiện ra chữ đã copy. Sau khi copy xong các bạn sẽ vào Zalo hoặc Facebook gửi cho những người thân của mình. Vậy đây ở ví dụ mình đây nha, mình sẽ gửi vào cho các bạn của mình, ví dụ đây. Nhóm của mình chẳng hạn, các bạn của mình này, mình sẽ dán vào đây. Đấy, copy rồi thì mình chỉ việc dán thôi. Dán xong mình ấn nút gửi. Đấy, gửi thì là nó sẽ ra đường link của Mỹ là cho các bạn vào đây. Đấy, sau khi đã gửi xong thì mọi người bảo các bạn mọi người bảo bạn của mình nhấn vào cái này, nhấn vào, chúng ta nhấn vào đường link đấy. Và nó sẽ hiện lên trang trang CBG của Mỹ tại của CBG của Nga tại Mỹ. Ok, chấp nhận. Đấy, mọi người thấy nha, đây có rất là nhiều dòng sản phẩm này. Đấy, dinh dưỡng này, đây, trà này, ở bên này đang có chương trình giảm giá này. Đấy, có rất là nhiều dòng này. Đấy, đây này có cả dầu băm sa này. Đấy, massage này. Đây, dòng, thể nhấn là dòng pho, các sản phẩm khác CBG, rất là nhiều dòng sản phẩm. Có cả chương trình sale này. Đấy. Ok. Đây, ở phần này của chúng ta có tiếng Anh và tiếng Việt thì chúng ta sẽ chọn một trong các thứ tiếng. Chúng ta chọn tiếng Anh. Đấy. Hợp tác này, skin care này. Đấy, nổi lên rất là nhiều dòng sản phẩm của CBG tại Mỹ nha. Đấy, mọi người nhìn nha. Nuchi đi, về dinh dưỡng đi. Đấy, dinh dưỡng này. Đây, có cả Formula 4 nha, rất giống sản phẩm của Việt Nam này. Đấy.
ở bên Mỹ cái môi trường của họ cũng rất là gần giống Việt Nam, cho nên là sản phẩm của họ cũng sẽ giống của mình, formula này, giống formula 4 này. Đấy. Bộ ba thanh lọc này, maze này, selen này. Đấy, trà này. Trà của họ vẫn còn đang mẫu cũ này. Đấy. Xong rồi nhá. Đấy. Mình xin kết thúc video ở đây nhá. Xin chào mọi người, chúc mọi người thành công.